Top 5 ứng cử viên thay huấn luyện viên Park Hang-seo, Shin Tae-yong hay Kia Tisak. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam. Top 5 ứng cử viên thay huấn luyện viên Park Hang-seo, Shin Tae-yong hay Kia Tisak. Hôm nay, ngày 17 tháng 10, huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định không gia hạn hợp đồng. Bóng đá Việt Nam đã phải tìm thuyền trưởng mới khi chia tay ông Park vào đầu năm sau. Hợp đồng giữa huấn luyện viên Park và VFF sẽ hết hạn vào tháng 1 năm 2023. Theo thỏa thuận giữa đôi bên vừa được chính thức đưa ra, ông Park sẽ không gia hạn sau thời điểm này. Nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ chính thức chia tay đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022. Trong khoảng thời gian 5 năm gắn bó, huấn luyện viên Park đã để lại những dấu ấn đậm nét, giúp thống trị làng bóng đá Đông Nam Á, gây tiếng vang tại sân chơi châu lục. Do đó mà những kỳ vọng và áp lực rất lớn được đặt lên vai người thay thế huấn luyện viên Park. Sau đây là danh sách một số ứng viên có thể dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sau huấn luyện viên Park Hang-seo. Thứ nhất đó là ông Lee Jong-jin. Ông Lee Jong-jin là trợ lý huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam, người được ví là bộ não của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông từng là cầu thủ chuyên nghiệp khoác áo đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup năm 90 và 94. Năm 2015, ông dẫn dắt Daegu FC thi đấu tại K-League. Năm 2017, ông sang Việt Nam làm trợ lý theo lời mời của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. Bộ đôi ăn ý này đã cùng nhau làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Ông Lee Jong-jin là người có chuyên môn tốt, với khả năng đọc trận đấu và chuẩn bị chiến thuật cho từng đối thủ cụ thể. Ngoài ra, tính cách hòa nhã và tận tâm của ông được lòng rất nhiều cầu thủ Việt Nam. Số 2 đó là Gong On-kin. Huấn luyện viên trưởng Gong On-kin hiện đang dẫn dắt U23 Việt Nam. Ông để lại dấu ấn khi cùng với các học trò thi đấu rất hay tại giải U23 châu Á tháng 6 vừa qua. Dưới sự dẫn dắt của ông, U23 Việt Nam thể hiện một lối chơi tấn công khoáng đạt và giàu năng lượng. Gương mặt hay cười của ông Gong On-kin cũng tạo ra thiện cảm với người hâm mộ Việt Nam. Điểm yếu của huấn luyện viên trưởng Gong On-kin chính là kinh nghiệm. Trước U23 Việt Nam, ông chưa có kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển bóng đá nào mà chỉ làm trợ lý. Hơn thế, VFF có thể sẽ không để huấn luyện viên đội tuyển quốc gia kiêm nhiệm dẫn dắt U23, do đó khả năng Gong On-kin nắm cả hai đội tuyển là rất thấp. Số 3 đó là Kia Tisak. Kia Tisak đang là huấn luyện viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Vào mùa giải năm ngoái, chiến lược gia người Thái Lan giúp Hoàng Anh Gia Lai thi đấu ấn tượng tại V-League và vô địch giai đoạn lượt đi. Tuy nhiên do giải đấu bị hủy vì Covid-19, huấn luyện viên Kia Tisak không có cơ hội đưa đội bóng phố núi lên ngôi vô địch. Trước đó, huấn luyện viên Kia Tisak cũng dẫn dắt các đội bóng tại Thái Lịch. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì huấn luyện viên Kia Tisak từng dẫn dắt U23 và đội tuyển quốc gia Thái Lan vô địch nhiều giải đấu. Dưới thời của Di Cố Thái, bóng đá Thái Lan hai lần vô địch AFF Cup, vào đến bán kết ASEAN 2014 và lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018. Huấn luyện viên trưởng Kia Tisak từ chức sau khi mà đội tuyển Thái Lan thua thảm tại vòng loại thứ 3 World Cup trước những đối thủ hàng đầu châu lục. Xét về thành tích, ông Kia Tisak có nhiều điểm tương đồng với huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. Nhà cầm quân người Thái Lan cũng rất hiểu bóng đá Việt Nam và có thể nói tiếng Việt một cách trôi chảy. Đây cũng chính là những điểm mạnh mà huấn luyện viên trưởng Kia Tisak có thể cạnh tranh với những ứng cử viên khác. Số 4 đó là Chu Đình Nghiêm. Đội tuyển Việt Nam đang chưa từng thành công khi sử dụng huấn luyện viên nội trong quá khứ. Tuy nhiên, việc các quốc gia ở khu vực từng gặt hái nhiều thành công với những chiến lược gia trong nước cũng sẽ là gợi mở với VFF. Huấn luyện viên trưởng Chu Đình Nghiêm mới bắt đầu dẫn dắt Hải Phòng từ mùa giải năm nay nhưng đã ngay lập tức để lại dấu ấn với lối chơi bóng ngắn bài bản. Trước đó, ông đã cùng câu lạc bộ Hà Nội thống trị V-League nhiều mùa. Ưu điểm của huấn luyện viên trưởng Chu Đình Nghiêm là các ngôi sao hiện tại của bóng đá Việt Nam như là Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết đều từng là học trò của ông. Bên cạnh đó thì lối chơi kiểm soát bóng cũng có nhiều điểm cụ thể hợp với thể trạng của các cầu thủ Việt Nam. Và số 5 đó là ông Shin Tae-yong. Dấu ấn lớn nhất của huấn luyện viên trưởng Shin Tae-yong đó là dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc đánh bại Đức tại World Cup 2018. Đây cũng là một trong những lý do khiến Indonesia bỏ ra số tiền 1 triệu đô la một năm để đưa chiến lược gia người Hàn Quốc về làm việc. Tuy nhiên, bóng đá Indonesia vẫn chưa thể lột xác và thường xuyên để thua Việt Nam tại sân chơi châu lục. Huấn luyện viên trưởng Shin Tae-yong hiện đang phải dẫn dắt từ đội tuyển quốc gia đến đội U20 Indonesia. Khối lượng công việc quá tải có thể là lý do khiến cho vị chiến lược gia người Hàn Quốc chưa phát huy hết khả năng. Bên cạnh đó, cư dân mạng Indonesia cũng đang phản đối huấn luyện viên Shin Tae-yong với những tuyên bố gần đây liên quan đến chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia. Nếu như đến Việt Nam, nhiều khả năng huấn luyện viên Shin Tae-yong phải tập trung cho đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo có mối quan hệ rất thân thiết với Bầu Đức. Chuyện tương lai hoàn toàn có thể xảy ra như cái cách mà Bầu Đức từng thuyết phục thành công cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan Kia Tisak về cầm quân đội bóng phố núi. Như Bóng Đá Plus đưa tin vào buổi trưa ngày 17 tháng 10, VFF và huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo thông báo sẽ nói lời tạm biệt sau ngày 31 tháng 1 năm 2023 khi mà thời hạn hợp đồng giữa đôi bên khép lại. Ngay lập tức thì nhiều quan điểm và thông tin được đưa ra về tương lai của vị huấn luyện viên trưởng mới tại đội tuyển Việt Nam cũng như là kế hoạch đến từ huấn luyện viên Park Hang-seo.
Lee Dong-jun, người đại diện của huấn luyện viên Park, nói ông Park cần nghỉ ngơi càng sớm càng tốt sau 5 năm liền tập trung vào làm việc bóng đá Việt Nam. Nhưng ông Lee cũng tiết lộ một kế hoạch khác của thân chủ. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đang xem xét tích cực việc thành lập một trung tâm bóng đá trẻ tại Việt Nam. Đây có thể được xem như là kế hoạch trước mắt, nhưng về mặt lâu dài, việc huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo trở lại dẫn dắt một đội bóng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trong khi đó, Hoàng Gia Lai có thể xem là một điểm đến phù hợp cho nhà cầm quân Hàn Quốc. Cách đây 5 năm, việc huấn luyện viên Park trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam cũng có sự đóng góp lớn từ phía Bầu Đức. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng dành một tình cảm đặc biệt cho người đứng đầu đội bóng phố núi. Ông Park từng chia sẻ rằng Bầu Đức là người đã kết nối nhân duyên giữa tôi và bóng đá Việt Nam. Ông ấy cũng có một tình yêu bóng đá và tâm huyết lớn. Tôi luôn cảm ơn Bầu Đức.